hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân như thế chào tay chào. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, xin tiếc gì ở xa. Vì tương lai quốc dân cùng sống và phát tinh, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên tương gia. Tôi trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời, Phật và Hồn Thiêng Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng.
chiêu trên khắp quê hương Việt Nam. Chương cầu dân ý sạch bóng hung đô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho chúng danh. Bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây. Tổ quốc ta kiêu hùng. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi. Một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Quê hương Việt Nam. Chương cầu dân ý sạch bóng. Tụ nghĩa đường, nơi quy tụ những tấm lòng chân thiện nhẫn. Tụ nghĩa đường đã tồn tại 34 năm qua, kể từ năm 1988. Tọa lạc tại sa mạc Adelanto, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân xây dựng nơi này để nhớ về đất nước Việt Nam, đồng thời là căn cứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và nơi rèn luyện nhân cách. Đây là nơi quy tụ những tấm lòng chân thiện nhẫn, những người sống theo tấm gương của Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân để kiến tạo và mang lại sự sống, cũng như ý nghĩa cho mục đích người dân Việt Nam thật sự được sống tự do trên thế giới này. Tụ nghĩa đường được xây dựng trên khu đất rộng 40 mẫu Anh, đó là một vùng đất sa mạc. Ban ngày nhiệt độ có thể đạt đến 54 độ C và ban đêm có thể giảm xuống thấp đến âm 10 độ C, được mô tả là nóng như thiêu như đốt vào ban ngày và lạnh thấu xương vào ban đêm vì có thêm gió buốt và lốc cát. Không có loài nào sống ở đó ngoại trừ động vật hoang dã như sói hoang, thỏ và rắn rung chuông. Quanh năm hầu như không có mưa. Được biết rằng từ xa xưa, đó là biển, trải qua thời gian vận hành của trái đất đã trở thành một sa mạc cát vàng mênh mông và hiu quạnh. Vùng ngoại vi của tụ nghĩa đường rộng 40 mẫu là nơi sinh sống của những người Mễ bản địa. Sau đó, Đức Quốc công mua thêm 20 mẫu bên ngoài của khu vực bản địa, mở rộng diện tích của sa mạc tụ nghĩa đường lên gần 100 mẫu Anh. Bên cạnh khu đất này có một sân bay quân sự Logistics Air Force của Hoa Kỳ. Điều đáng ghi nhớ là những công trình được xây dựng tại sa mạc này từ ban đầu đều do đích thân Đức Quốc công, chiến sĩ tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Trần Văn Ấm, trung úy nhảy dù Nguyễn Biểu Chương, ông Lữ Sướng, tín đồ Cao Đài và vài thành viên trong phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ cùng với hai người con trai của ngài, dùng chính bàn tay của họ tạo dựng với mục đích thể hiện tấm lòng chân thành của mình với trời đất và tôi luyện bản thân. Do đó, dù mùa đông giá rét hay mùa hè nắng cháy da, họ cũng tận tụy làm việc bằng những dụng cụ cuốc xẻng và búa rìu thô sơ. Sau đó được tu bổ thêm do những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trong những công trình kiến tạo, chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần sức mạnh và tình yêu từ mồ hôi công sức của họ đổ ra. Chính tấm lòng và nỗ lực của họ đã mang lại giá trị cho tụ nghĩa đường. Cổng chính của tụ nghĩa đường đón hướng Nam là hướng của sự hài hòa, thông thoáng, đón ánh nắng mặt trời nhưng tránh được ánh nắng gay gắt và ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Đó cũng thường là cổng ngõ môn hoàn thành. Địa chỉ là 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301. 800 là một con số do Đức Quốc công đưa ra với gợi ý về 800 năm trước, khi tổ tiên của ngài là Đức Thánh Trần Hưng Đạo qua đời. Điều đó mang tinh thần của tổ tiên đã ba lần đánh thắng kẻ thù hùng mạnh phương Bắc, là lời nhắc nhở về tinh thần anh dũng bất khuất của người Việt Nam từ ngàn xưa. Trung tâm điểm của khu đất tụ nghĩa đường này là một kỳ đài có tên là tụ nghĩa đài, có nền móng là ba vòng tròn và bệ cờ là ba khối vuông, từ nhỏ đến lớn xếp chồng lên nhau như biểu tượng trời tròn đất vuông theo quan niệm của người Việt. Cột cờ ở chính giữa vững chãi vươn cao lên trời.
trên chóp đỉnh của nó là ngọn cờ quốc gia Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ phấp phới tung bay ngạo nghễ giữa bầu trời tự do. Dưới nền móng của tụ nghĩa đài này, Đức Quốc Công đã chôn tro cốt của bố mẹ con, những người đã chết thảm thương trên đường vượt biển trên một chiếc thuyền thúng trôi dạt đến đảo Pulau Thanga, Mã Lai, được gia đình ngài đưa đến đây. Ngài thương xót và kính trọng bố mẹ con, những người đã liều chết để vượt thoát chế độ cộng sản, nên đã cố gắng mang tro cốt họ theo và an táng dưới chân tụ nghĩa đài để hoàn thành khát vọng tự do của họ. Câu chuyện thương tâm mà vô cùng cao cả về tấm gương người phụ nữ Việt Nam kiên cường, dám đánh đổi mạng sống của mình và các con yêu dấu để tìm kiếm tự do và để tố cáo chế độ cộng sản vô thần, phi nhân vô đạo. Chính câu chuyện của bà đã tạo nên giá trị cao đẹp cho tụ nghĩa đường. Sau khi tro cốt của bố mẹ con được chôn dưới tụ nghĩa đài lúc chưa xây móng, gần đó tự nhiên mọc lên một bụi cây sầu đâu. Loài cây này chỉ thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết nhiệt đới như vùng sông nước miền Tây của Việt Nam chưa bao giờ thấy ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng đã mọc và tự lớn lên nơi đây mà không cần tưới nước, thành một bụi lớn có nhiều cây xúm xích cùng nhau. Sự xuất hiện của cây sầu đâu này như muốn chứng thực câu chuyện của những người dân Việt Nam chạy trốn cộng sản đi tìm tự do, là một lời nhắc nhở về bài học bó đũa hợp nhất không thể bẻ gãy, như tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt là sức sống mạnh mẽ từ ý chí kiên định vượt lên trên nghịch cảnh của người Việt Nam qua tấm gương khổ luyện của Đức Quốc Công tại sa mạc Adelanto. Đó cũng là một dấu hiệu từ thiên đàng về những công việc chính nghĩa, đầy nhân đạo, hợp lòng trời để phục vụ loài người mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang hướng dẫn những người noi gương theo sự lãnh đạo của Ngài cùng thực hiện. Ngay sau khi xây tụ nghĩa đài, Đức Quốc Công cũng tự tay xây bia thờ ngũ vị thần tướng để vinh danh các vị tướng Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vĩ để kính nhớ về những chiến binh kiên cường trong thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, những người đã anh dũng tụng tiết vì đất nước, một sự hy sinh vô giá để con cháu đời đời nhớ ơn và noi gương trung liệt. Họ đặt quốc gia lên trên hết, trước gia đình, họ đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn của đồng bào. Đức Quốc Công đã vẽ lên bia dòng chữ trang trọng và đầy kính cẩn: sinh vi tướng, tử vi thần. Với tư cách Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Ngài quyết định vinh thăng cho tất cả 5 vị tướng. Về sau này, chuẩn tướng Kheo Ly Triệu, chuẩn tướng Ninh Bùi, chuẩn tướng Huỳnh Thấm và thiếu tướng Trần Khánh có công tu bổ bia ngũ vị thần tướng. Đối xứng với bia thờ ngũ vị thần tướng qua tâm điểm tụ nghĩa đài là bia chiến sĩ vô danh do chính tay Đức Quốc Công xây dựng để nhang khói tưởng niệm những anh hùng vô danh và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp tự do. Họ là những chiến sĩ đã sát cánh chiến đấu cùng nhân dân qua các thời kỳ lịch sử và cuối cùng đã ngã xuống cho đất nước được yên bình và tự do. Những người lính khi vào cuộc chiến đều đã chấp nhận cái chết có thể đến bất cứ lúc nào để bảo vệ đất nước và nhân dân. Nhưng dân chúng thì không hề chuẩn bị, họ cũng không có tên trong bất kỳ binh đoàn nào. Trong chiến tranh, đối đầu với kẻ thù cộng sản gian ác và sắc máu thì cái chết đến với họ còn nhiều hơn là với các chiến sĩ, nhất là họ không được huấn luyện hay trang bị vũ khí. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với giặc, họ phải chiến đấu với bất kỳ vũ khí nào mà họ có được trong tay để bảo vệ người thân và bảo vệ chính mình. Vô hình chung, họ trở thành những chiến sĩ không có tên trong bất kỳ binh đoàn nào, sống và chết đều lẫm liệt và anh hùng, không thua kém bất cứ anh hùng dũng tướng nào. Bia chiến sĩ vô danh ở tụ nghĩa đường để vinh danh những anh hùng vô danh của Việt Nam, những người đã sống lẫm liệt và chết hùng anh. Ngoài ra, còn là để Đức Quốc Công tự nhắc nhở mình trong thời gian tu dưỡng tại tụ nghĩa đường
phải nhẫn nại và kiên trì, dù khó khăn thế nào cũng không thể bỏ cuộc. Và bây giờ là để nhắc nhở tất cả chúng ta, những người Việt Nam, noi theo tinh thần Đào Minh Quân để làm người Việt Nam chân chính, như lời Ngài khắc ghi trên bia chiến sĩ vô danh, sống lẫm liệt, chết vinh danh. Và trong lời hiệu triệu của Ngài, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Một công trình thứ ba được xây dựng từ thuở ban sơ của tụ nghĩa đường là Linh Thánh Miếu. Khi mới xây dựng Thánh Miếu, Đức Quốc Công được tỳ kheo Thích Đăng Pháp dâng tượng Quan Âm Bồ Tát, do Đức Quốc Công đã giúp đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chùa theo tâm nguyện của vị hòa thượng. Đó là Thiền viện Chân Nguyên ngày nay, nơi trở thành chỗ thờ Đức Phật từ bi và nhân từ, biểu tượng của tất cả những gì người mẹ mong muốn cho hạnh phúc của con cái. Sự hiện diện của Thượng Đế luôn bên cạnh và lắng nghe chúng sinh, có nghĩa là phước lành của trời và Phật toàn năng đổ về đây tụ nghĩa đường. Ngay bên cạnh Linh Thánh Miếu, chúng ta nhìn thấy một cây sa mạc, hình dáng như cây xương rồng. Đó là nơi che nắng cho Đức Quốc Công ngồi thiền, tịnh tu giữa đất trời sa mạc. Trong những năm tháng đầu tiên khổ luyện ở tụ nghĩa đường, vùng sa mạc khô cằn này, quanh năm hầu như không có mưa. Ban đầu Đức Quốc Công phải lội bộ rất xa để lấy nước về xài. Nghĩ đến khoan tìm nguồn nước giống như là chuyện lên trời, nhưng Ngài vẫn làm. Qua nhiều ngày khoan, các nhà thầu đã vô vọng định bỏ cuộc. Đức Quốc Công phải chấp nhận đánh cược với họ khi yêu cầu họ khoan vào nơi này. Nếu vẫn không có nước, Ngài sẽ phải trả gấp đôi. Nếu có nước, họ không lấy tiền công. Kết quả đã khoan ra một nguồn nước mát ngọt trong lành. Trong thời gian dài không có thức ăn ở tụ nghĩa đường, Đức Quốc Công đã sống sót và được chữa khỏi tất cả các bệnh như hen suyễn mãn tính nhờ loại nước này. Đây có thể coi là một loại nước đầy phước lành. Chiếc limousine mang biển số Dao 8 được đặc chế từ năm 1986 đến năm 1988 mới hoàn thành, là chứng tích trong thời gian Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là doanh nhân triệu phú ở California, là chủ nhân của những công ty như Dell Computer Inc., công ty mãi dịch quốc tế, tạp chí thương mại, hãng xe Dell Limousine Services, và là thành viên chủ nhân trong Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Nhưng Ngài đã bỏ lại tất cả danh vọng, tiền tài, vợ hiền, con ngoan và tuổi thanh xuân để vào sa mạc tịnh thiền trong hơn 20 năm, mong tìm đường giải thoát cho quê hương và nhân loại. Công trình Lục Giác Đài bắt đầu được xây dựng từ năm 2019. Đây là một công trình kiến trúc gồm 6 bức tường đen cao và rộng, mỗi bức tường có 2 mặt, được chịu lực bởi 2 cục đá hoa cương tạo thành một hình lục giác. Tổng cộng 12 mặt tường khắc tên của 58.721 chiến hữu Hoa Kỳ đã hy sinh cho Việt Nam. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng các chiến hữu của Ngài bằng chính bàn tay và trái tim chân thành đã hoàn thành công trình tưởng niệm để tôn danh của các anh hùng Hoa Kỳ mãi mãi được khắc ở đây trên các bức tường của Lục Giác Đài này, cũng như mãi mãi khắc sâu trong trái tim của nhiều thế hệ Việt Nam Cộng Hòa và nhân dân Việt Nam. Công trình này và những thảm cỏ chung quanh được hoàn tất với sự giúp đỡ thiện nguyện tận tình của các thành viên trong chính phủ, gồm có Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Trí vẽ sơ đồ, Đại tá Đỗ Đức Thình phụ tá, và những chiến sĩ thực hiện gồm có Chuẩn tướng Craig Ninh Bùi, Chuẩn tướng Hứa Tường Văn, Chuẩn tướng Nguyễn Nhanh, Chuẩn tướng Tammy Huỳnh Thấm, Thiếu tướng Trần Khánh, Đại tá Trần Văn Ấm, Đại tá Tô Văn Đức, Đại tá Nguyễn Vĩnh Phúc, Trung tá Lê Đông, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Phước và ông Nguyễn Xuân Hòa. Hội trường ban đầu chỉ là một túp lều đơn sơ có bảng hiệu văn phòng thường trực, được chuyển đến từ Garden Grove, quận Cam, California. Sau nhiều lần tu sửa, nó đã trở thành một hội trường mới,
chính giữa hội trường, Đức Quốc Công lập một nơi tôn nghiêm dành riêng để tưởng nhớ quốc thần Việt Nam. Nơi đây, tất cả tổ tiên từ bao đời nay của Việt Nam đều được tôn kính và tưởng nhớ với bàn thờ tổ quốc ở gian giữa. Hai bên là bàn thờ các vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ nhị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tên tuổi của các ngài gắn liền với Việt Nam một thời là con rồng châu Á, một hòn ngọc Viễn Đông mà bạn bè thế giới đều ngưỡng mộ, cùng với danh tiếng lừng lẫy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với những chiến công oanh liệt trên cả bốn vùng chiến thuật, những bình long anh dũng, con tâm kiêu hùng. Người dân Việt Nam nhìn nhận hai vị cố tổng thống là những người đặt nền móng cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Việt Nam bị Cộng sản xâm lăng, đa số dân chúng không chấp nhận chế độ Cộng sản đã rời quê hương để tị nạn tại các nước tự do từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi đến Hoa Kỳ, Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã tiếp tục tranh đấu để mong giải thể chế độ Cộng sản tại quê nhà. Ngài đã khai sáng Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để tiếp nối nền Cộng Hòa và được dân chúng trưng cầu dân ý làm Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2018. Tại sa mạc này, Ngài đã thực hành thiền định trong hơn 20 năm để mong tìm ra giải pháp để giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Thành tâm của Ngài đã được trời cao soi sáng, mở ra cuộc cách mạng tâm trị và thực hiện học thuyết tân dân chủ để giải phóng Việt Nam và mở ra con đường hòa bình cho nhân loại. Nơi đây trở thành căn cứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đã đào tạo ra nhiều lớp anh thư hào kiệt tụ nghĩa tại đây, học theo tấm gương chân thiện nhẫn của Đức Quốc Công để trở thành những người công chính, góp phần cùng với Ngài để xiển dương công lý chính nghĩa và đem lại ấm no phồn thịnh cho nhân dân Việt Nam và nhân loại toàn cầu. Lịch sử đã, đang và sẽ ghi lại những gì xảy ra nơi đây từ khi mới thành lập cho đến sau này, đúng như bài thơ mang tên Tụ Nghĩa Đường mà Đức Quốc Công đã sáng tác vào năm 1990. Ta trở về đây tuệ ngát hương, đồng khô hồ cạn luyện tâm thường, nắng sương thử thách anh hùng chí, gió cát thi gan tụ nghĩa đường, gốc mục cành khô gom tám hương, chồi non lá thắm trổ muôn phương, đợi chờ quốc vận cờ đào phất, ngũ sắc đưa rồng hội cố hương. Tụ Nghĩa Đường là một bảo tàng dành cho người Việt Nam cũng như người Mỹ và các đồng minh của họ, là nơi cho người Việt Nam suy niệm xem họ đã đi bao xa để giành được tự do cho đất nước khi đất nước họ còn nằm trong tay Cộng sản, là nơi hội tụ tất cả những tấm lòng chân thiện nhẫn, người chính nghĩa trên toàn thế giới cùng hướng về một mục tiêu biến ước mơ chung sống hòa bình của nhân loại thành hiện thực. Đây cũng là nơi để tìm hiểu về một vĩ nhân đã vượt qua mọi khó khăn để tìm ra con đường giải thoát cho đất nước và người dân của mình, cống hiến cho nhân loại một con đường hòa bình để tìm kiếm thiên đàng hạ giới. Đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, hậu duệ chính thống của hoàng tộc và trung thần Đại Việt, người đang được dân chúng thỉnh nguyện lên ngôi hoàng đế Việt Nam và khởi xướng kỷ nguyên tân dân chủ, xây dựng một chính phủ cho toàn thế giới. Nhân dịp kỷ niệm đệ tứ chu niên ngày Đức Quốc Công Đào Minh Quân đăng quang Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2022, lễ khánh thành Lục Giác Đài sẽ được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức tại Tụ Nghĩa Đường, địa chỉ 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 2022, và Delta Hotels
Garden Grove 12021 Harbor Boulevard, Garden Grove, California 92840, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022. Cũng trong dịp này, dân và quân Việt Nam sẽ thỉnh nguyện Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế Việt Nam. Kính mời quý chiến hữu, cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào Việt Nam đến tham dự để tự mình chạm vào từng cái tên đã được khắc trên bức tường đen của Lục Giác Đài để tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng Hoa Kỳ đã ngã xuống cho tự do và được tham gia vào sự kiện đặc biệt của đại hội. Mừng nước Việt có vua! Vui lòng liên hệ ban tổ chức qua số điện thoại Trung tướng Lâm 403-831-6672, Chuẩn tướng Huỳnh 949-377-4060 hoặc email thirdrepublicofvietnam@gmail.com. Văn phòng thường trực viết tắt Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời viết tắt.com. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt @gmail.com. diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoivietnam.com. Vui lòng phúc đáp trước ngày 11 tháng 10 năm 2022. Mạnh thường quân 5.000 Mỹ Kim, khách đặc biệt 500 Mỹ Kim hoặc khách 150 Mỹ Kim. Lưu ý trang phục và chúng tôi sẽ gửi thư mời đến quý vị sau khi yêu cầu đã được xác nhận. Để biết thêm thông tin, xin viếng https://www.hexagonmonument.com https://www.chinhphucquocgia.com https://www.governmentoftheworld.net quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.